Tuy vẫn là bọ, nhưng Berserk hay tên tiếng Nhật là Bagatsukuto đã cứu sự vô tri của Bi một bàn thua trông thấy. Chỉ tiếc là sự vô tri của Bi thì đã được cứu, nhưng sự bi thương cho đến bị thương của cả một giống loài Bagatsukuto thì ai cứu và ai khóc thương cho nó đây? Chào các bạn, vẫn như clip trước, mong các bạn ủng hộ Bi với một sub và một like nhé. Arigato Gamer. Pokemon là một bộ anime dành cho thiếu nhi với 9 phần dễ thương và 10 phần ý nghĩa qua từng tập Pokemon. Và nó vẫn sẽ như vậy nếu như các bạn không biết đến mặt trái đen tối của nó. Trước hết, Bagatsukuto ngoài được thiết kế theo ý tưởng của loài nấm ký sinh Tochigaso phỏng theo đông trùng hạ thảo, còn vật chủ thì phỏng theo loài ve sầu hoặc ý tưởng theo loài nấm ký sinh Macropora thường lây nhiễm qua loài ve sầu. Parasecoto còn được lấy ý tưởng từ loài Hermaphrodite, tiếng Việt là cua ẩn sĩ, với thân hình có hai chân trước như hai càng cua và cái nấm to trên người y chang cái vỏ bên ngoài của cua ẩn sĩ. Nhờ vậy khi mà Bi gọi là cua nấm thì cũng đỡ quê hơn rồi. Sự tiến hóa của Parasecoto lại giống với sự kết thúc cuộc đời của chính bản thân nó, bởi vì lúc này nấm Tochigaso đã trưởng thành hoàn toàn. Nó sẽ hút cạn chất dinh dưỡng của vật chủ. Parasecoto chính thức đã chết và trở thành một zombie đúng nghĩa, bị chính cái nấm to đùng trên thân của mình điều khiển. Có thể dễ dàng nhận ra khi bạn nhìn vào đôi mắt vô hồn của nó. Sự bi thương ở chỗ khi hút cạn Parasecoto, loài nấm ký sinh Tochigaso sẽ tiếp tục để lại bào tử nấm vào trong trứng của Parasecoto, hình thành một vòng lặp bất tận cho giống loài Parasu và Parasecoto. Điều này cũng giải thích vì sao khi mà Parasu ra đời thì đã có nấm ký sinh trên thân, và bi kịch vẫn tiếp diễn khi nấm ký sinh Tochigaso đã chi phối hành động của Parasu và điều khiển hoàn toàn Parasecoto. Việc hút hết chất dinh dưỡng từ cây này đến cây khác để cung phụng lại cho nấm Tochigaso đã khiến cho cả dòng họ của Parasu mang tiếng xấu muôn đời với cái danh hiệu là kẻ phá hoại cây cối. Cái tên Berserk lấy ý tưởng từ Berserkstyle, còn Berserk thì là sự kết hợp Berserk và Insect. Sayonaga.